Bộ Tài chính vừa gửi văn bản yêu cầu các bộ, ngành địa phương kiểm soát chặt chẽ việc mua sắm và sử dụng xe ô tô phục vụ công tác chung và đưa ra định hướng là sẽ giảm 30-50% số xe điện này vào năm 2020. Văn bản của Bộ Tài chính cho hay đang xây dựng quyết định thay thế quyết định 32 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ về định mức mua sắm và sử dụng xe công. Trong đó, thì Bộ Tài chính nêu tinh thần đến năm 2020 sẽ giảm 30-50% số xe ô tô công so với hiện nay, trừ số xe đang có ở các đơn vị thuộc địa bàn miền núi, hải đảo, vùng đặc biệt khó khăn. Vì vậy mà Bộ Tài chính đề nghị các bộ, ngành địa phương kiểm soát chặt chẽ mua sắm và sử dụng xe ô tô công. Trong tổng số khoảng 40.000 xe ô tô công, thì xe ô tô phục vụ công tác chung chiếm chủ yếu, còn xe phục vụ chức danh cho các cán bộ có tiêu chuẩn chỉ có hơn 900 chiếc.